Dàn thất hùng đổ bộ chương trình La Scala. Chương trình thực tế kết hợp âm nhạc La Scala vừa đi vừa ngân nga chính thức phát sóng tập đầu tiên vào ngày 26 tháng 6 năm 2023. Sau thành công của 2 ngày 1 đêm Việt Nam, chương trình lọt top chương trình được yêu thích nhất châu Á năm 2022. Nhà sản xuất tiếp tục chấp bút cho một hành trình hoàn toàn mới mang tên La Scala. Đây là chương trình đầy tính ngẫu hứng và độc đáo khi kết hợp cùng 3 yếu tố du lịch, trải nghiệm, biểu diễn âm nhạc, pha trộn những tình huống mang đậm tính giải trí, hài hước. Sau khi công bố 5 nghệ sĩ chính, chương trình đã khiến người hâm mộ phải đứng ngồi không yên vì độ hot của các nhân vật này. Đó là Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Thánh Mưa Trung Quân và Mira Trần, nhân vật Lady Mấy trong Ca Sĩ Mặt Nạ và Á Quân Giáp Việt Blackca. Với mong muốn tôn vinh những nét đẹp trong văn hóa lao động của con người Việt Nam và truyền tải những điều lạc quan tích cực trong đời sống thường ngày, La Scala sẽ đưa khán giả tham quan 3 miền Bắc, Trung, Nam bằng những trải nghiệm khó quên của chính dàn cast và cùng nhau hát vang bài ca lao động. Khác với các chương trình thực tế kết hợp âm nhạc khác, dàn cast La Scala vừa đi vừa ngân nga sẽ được chia thành hai phe, La Scala và HK với mục tiêu cân bằng cả 3 yếu tố, trải nghiệm, âm nhạc và giải trí, mang đến cho người xem một chương trình thực tế nhẹ nhàng, gần gũi. La Scala là chương trình thực tế kết hợp du lịch trải nghiệm và biểu diễn âm nhạc. Với khẩu hiệu vừa đi vừa ngân nga, La Scala hướng mọi người đến một cuộc sống lạc quan, hướng khởi, tìm đến sự cân bằng trong cuộc sống. Dàn nghệ sĩ chính gồm 5 thành viên trên hứa hẹn mang đến cho người xem một chương trình thực tế nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần hài hước. La Scala vừa đi vừa ngân nga phát sóng lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và siêu ứng dụng giải trí Vion. Lúc 21:15 trên YouTube Song Tài Entertainment bắt đầu từ ngày 25 tháng 6.